chồng mới. Ủa Bao ơi, cái gì vậy? Hello mọi người, hôm nay Trấn Thành sẽ làm món ăn đêm cho Harry Won. Trấn Thành ơi, Trấn Thành đang làm cái gì vậy? Cắt chả lụa. Cắt chả lụa. Chồng có bao giờ làm cái chả chưa? Chồng có biết xử lý không? Chồng biết. Có không? Ủa mà sao cái chả nó có ở ngoài có cái vỏ ấy vậy ta? Chồng cắt cái chả ngon á. Dạ. Chúng ta định cắt cái khoanh tròn. Không được cắt vòng tròn. Cái khoanh tròn nó mới đã. Ồ vậy. Hay bình thường á, nó có hai cái dạng cắt. Một á, nếu mà mình ăn tươi thì bây giờ muốn ăn chiên thì nên cắt khoanh tròn để nó mặt phẳng, nó rộng, dễ chiên. Mà nếu muốn ăn tươi á, chỉ cắt 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 như nào. Gì vậy con, muốn gì vậy? Con muốn ăn chả hả? Đây. Không được nào. Ồ rồi. Thấy không? Ok. Đây. Không hề. Ăn chả lụa là phải dày cắn mới ngon. Vậy hả? Dạ Dương. Đây, nhìn đây. Nhìn đây. Ta còn một chiêu cuối nữa. Đây. Thấy chưa? Khi mà chúng ta cắt sợi vậy hả? Đúng rồi, cầm cái chả ăn vậy nó mới ngon. À ha. Đúng chưa? Ok. Cắt hết á. Không, cái này là mai ăn. Yes. Cắt mai đi ăn sáng. Đi quay hả? Đi quay đi ăn. Nhỏ là vậy nè, còn mấy miếng này để chiên nè. Bốn miếng gốc này chỉ cái vậy. Gì vậy con? Chị ăn quay. Không được ăn đâu. Con muốn ăn cái này hả? À vậy hả? Thì con ăn cái này hả? Đi cho ăn được. Ủa, không được. Thì bình thường anh hay cho nó ăn ngon này nọ đó. Xem cụ này nó vậy đó. Đây là gì? Nem hả? Đây là nem. Rồi. Giờ này ăn nem hứa thôi. Cái chảo làm hâm nóng rồi, bây giờ làm gì đây? Chúng ta làm gì? Chúng ta có sự tính toán. Tính toán? Tính toán cái gì? Nếu mà chúng ta mà làm cặp cái là nó sẽ rất là phiền phức. Dạ vâng. Ok. Rồi xào lên xong thì cho nó mì nó nở lên đúng không? Dạ vâng. Nở chưa? Vẫn chưa. Đổ nước ra ngoài. Úi, xong bỏ vô xào luôn. Ồ, nhìn có vẻ được kìa. Chồng ơi. Bỏ vô xong lâu heo. Trời ơi thiệt luôn hết cái câu đó, hôm nay bạn nghe không nói nè. Không chịu đâu. Em sai rồi. Xin em một lần hãy nói em đã sai. Hát đi. Anh xin nhường hết được buồn. Đừng có xa kìa. Vì em yêu đây em vẫn chưa ai. Tao lại bỏ vô thêm cái này lại chiên nữa. Nó nóng lại chứ mày chiên. Vậy hả? Để ngoài vậy cũng nó bị hết à. Nó chiên một lần lại cho chị. Đúng không? Nó chiên một lần hết luôn lại lần á cho nó nóng á. Cái gì để vậy? Dạ không, nhanh lắm. Yên tâm. Nhanh gì? Mày đang ngủ chèo mày ăn miếng. Cái này đồ ăn ngủi đang chèo. Không, yên tâm nữa, yên lắm. Rồi, nóng kìa. Xin đi, được rồi, đủ rồi, nóng rồi. Trứng chiên ốp la của chồng tôi.
phiên bản tụt tôi đấy. Ôi để ra ngoài luôn đi. Làm vậy trứng chiên nó không có đều ngon đâu. Trời nó bể không được nha, không được bể nó bể kìa. Cái bể đó anh ăn ngay không ăn đâu. Trứng chiên của em phải nửa trứng thôi. Ok. Bình tĩnh. Không bình tĩnh, nãy giờ lại không bình tĩnh trơn à. Rồi. Em không có thích cái lòng trắng nhiều nha. Lòng trắng màu vàng vàng nó chưa chín nha. Nha. Anh có chửi em không? Dạ vâng. Là sao? Mấy cái đó đó, mấy cái nè. Không. Cái ở đây nè, mấy cái này nè, mấy cái màu trắng trắng mà trắng trắng ivory á, màu ivory đó. Yes. Ủa vậy đúng không? Yes, được rồi. Ok. Ơi, cuối cùng thì xong hết rồi. Ôi, cái này là tiêu nè. Ớt trái của em. Em phải có ớt, không có ớt em chết anh xịn. Đó. Cất đi. U cha cha. U la la. Đúng không chồng? Dạ vâng. Chồng ơi, cho em kim chi nữa. Của Trấn Xìn làm món ăn cho Harry Won. Đây gọi là gì Trấn Thành? Đó là món mì xào. Mì xào. Trong đêm thâu vắng. Trong đêm thâu vắng. Mì xào khổ hạnh. Khổ. Mì xào cực khổ. Tại sao lại cực khổ? Nấu món cho vợ mà sao cực khổ? Giờ Harry sẽ ăn miếng nha các bạn. Miếng nè. Rồi, thử đi nào, nó như thế nào ha. Chồng ơi, cho em cái muỗng với. Ồ. Mà tôi chết cả. Ngon quá. Trời ơi, ngon quá à. Đừng coi thường thì. Thì nó dơ nhưng mà nó mình có thể sống lâu dài nên thôi hay ăn. Bây giờ mình sẽ mổ cái trứng chiên của Harry nha. Chà chà. Rồi chết rồi. Cái này nó chết rồi. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Em đẹp không? Chân chút xíu, kim chi. Đừng đùa, không đùa được đâu. Các bạn ơi, bây giờ là mấy giờ?
Bây giờ là 2:16. Thôi, hai đi với anh Trấn Thành ăn đây mọi người ơi. Đến bây giờ là quay chương trình siêu hâm nấu đã xong xuôi hết rồi. Harry thì Trấn Thành ăn tiếp tay. Bye bye mọi người. Anh Xin ơi. Dạ. Ra ngoài đây anh lắc tay giùm em đi. Bye bye mọi người. Bye bye, bye bye.